Annyeonghaseyo. Vâng, rất vui được gặp lại các anh chị em trong video lần này. Vâng, video ngữ pháp thứ ba, ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp cơ bản thứ ba. Vâng, về ngữ pháp thứ ba lần này thì Huyên sẽ giới thiệu với các anh chị em về về miếng xà danh từ cộng với ika animita, tương đương với nghĩa tiếng Việt của chúng ta là không phải, là cái gì đó, là ai đó, đúng không ạ? Và Huyên sẽ lấy những cái ví dụ rất là đơn giản trong cái phạm trù là câu đơn gồm có 3 thành phần là trường ngữ, bổ ngữ và vị ngữ. Thì bây giờ cùng Huyên sẽ tìm hiểu rõ về ngữ pháp Ika Anita này nhé. Ngữ pháp Ika Anita này là thuộc trong cái phạm trù Ita Đông Sa, tức là động từ Ita. Cấu tạo thì là dạng phủ định của động từ Ita. Vâng, Ita thì là na, đúng không ạ? Đây là không phải là, được dùng trong câu phức hai danh từ với danh từ Ika Anita là mệnh đề vị ngữ. Vâng, còn danh từ đứng đầu của câu là chủ ngữ của câu, còn danh từ đứng sau là bổ ngữ, có nghĩa là không phải là. Nói vậy khó hiểu quá, vậy thì mình sẽ giải thích một cách dễ hiểu hơn nhé. Tức là danh từ đứng sau của chúng ta, nếu mà có bắt chim thì chúng ta sẽ cộng với Ika Anita, còn nếu mà danh từ mà không có bát chim thì chúng ta sẽ cộng với Ka Anita. Ví dụ như Huyên có cái câu này, Ikosun Sakwaka Animida, cái này không phải là quả táo, cái này không phải quả táo. Thì ở đây Ikot nó là gì ạ? Được, ở đêm vi chúng ta dùng trong công phức hai danh từ, đúng không ạ? Ikot ở đây nó là danh từ đứng đầu. Vâng, danh nó sẽ làm chủ ngữ, đúng không ạ? Còn xa qua ở đây chúng ta là danh từ thứ hai nên sẽ làm bổ ngữ, đúng không? Còn animita thì là kết thúc câu vị ngữ, đúng không? So sun o thì trong tiếng Hàn có chúa búa so sun o, chúng ta là chủ ngữ, bổ ngữ và vị ngữ, đúng không ạ? Huyên sẽ ví dụ như Huyên có những cái từ này, sân sinh niệm là thầy giáo hoặc là cô giáo, đúng không? Cốc là cái cốc. Thì ở đây có, chúng ta thấy rằng là có sân sinh niệm này thì từ niệm này, danh từ này kết thúc cần có bát chim, đúng không ạ? Cốc cũng vậy, có bát chim nên chúng ta sẽ cộng với Ika Anita. Ika Anita, đúng không ạ? Chúng ta có sân sinh niệm Ika Anita, cốc Ika Anita. Chúng ta nhớ là luyện âm lên nhé. Nimi và copy, đúng không ạ? Sơn sen nimi anita, copy anita. Và tiếp theo chúng ta có bên này có hai từ này, ưi xa và hô chủ. Thì chúng ta thấy là kết thúc, cái từ kết thúc của danh từ này không có bát chim, đúng không ạ? Kết thúc bằng một gì? Nguyên âm chứ không phải phụ âm, nên chúng ta sẽ cộng với ka anita, thì chúng ta sẽ có ưi xa ka anita, hô chủ ka anita. Vâng, đây không phải là bác sĩ, không phải là nước Úc, đúng không ạ? Thế sẽ lấy những cái ví dụ này để chúng ta đưa vào cái câu 3 thành phần. Vâng, câu đơn 3 thành phần này thì sẽ như thế nào nhé? Thứ nhất, có hình ảnh nhìn này biết ngay là anh làm cảnh sát rồi, đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta muốn là câu phủ định. Ở đây có là anh không phải là sân sinh niệm, thì chúng ta sẽ nói là đó, cứ là đó, đúng không ạ? Vị đó cứ bù nước sân sinh niệm animita, đây là dùng trong cái phần mà trang trọng nhé, câu văn trang trọng thì chúng ta dùng. Phần này thì Huyên sẽ giới thiệu ở video lần sau. Vị đó không phải là thầy giáo, đúng không ạ? Hoặc là cũng có là vâng, bạn này bạn là ca sĩ, thì chúng ta sẽ có câu nào dùng với bác sĩ, dùng với danh từ bác sĩ, chúng ta có câu là yonushi, yonushi nức Uisaka Aniyeo. Vâng, cách nói rất là bình thường, không trang trọng, đúng không ạ? Yonu không phải là bác sĩ, đúng không ạ? Vì sao? Yonu là ca sĩ mà, chúng ta thấy đang cầm mic hát mà, đúng không ạ? Vâng, tiếp theo chúng ta có cái hình này là gì đây ạ? Sukara. Vâng, là cái thìa, đúng không ạ? Thì chúng ta có cái ví dụ là khóc, đúng không? Thì chúng ta sẽ có câu văn là Ikosun Copy Aniyeo. Vâng, cái này không phải là cái cốc. Because copy Aniyeo.
cái này không phải là khó. Cái cốc mà nó là gì ạ? À? Vâng, đúng rồi, nó là cái thìa đúng không ạ? À? Tiếp theo mà chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây là sao ạ? À? Đây này, bé 3 tuổi cũng biết là nước Pháp rồi đúng không ạ? À? Thì chúng ta sẽ có cái ví dụ với ví dụ danh từ là hô chu là nước Úc thì chúng ta sẽ nói là sao? Cứ nara는 호주가 아닙니다. Chúng ta có cứ nara는 thì ở đây là gì ạ? À? Chua đúng không ạ? À? Chủ ngữ. 호주 ở đây sẽ là bồ, bổ ngữ đúng không ạ? Và bổ ngữ này không có bát chim nên chúng ta sẽ cộng là 아 đúng không ạ? 아닙니다 chúng ta chia theo dạng cách nói là trang trọng. 아니면 아니에요 cũng được ạ. À? Vâng, các anh chị em thấy thế nào? Rất là đơn giản đúng không ạ? À, hy vọng rằng cái video lần này sẽ giúp ích được cho các anh chị em rất là nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị em ở những video lần sau. 안녕히 계세요. 또 만나요. Bye bye.